Vui chơi và học hỏi. Nào chúng ta bắt đầu thôi. Năm nền tảng Islam gồm: một, lời chứng nhận đức tin Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2, duy trì lễ Salah. 3, xuất zakat. 4, nhịn chay Ramadan. 5, hành hương Hajj tại ngôi đền Kaaba. Đối với ai có khả năng, hãy đến đó thực hiện.